Vâng thưa quý vị, liên quan đến ngôi nhà độc nhất vô nhị này thì thông tin từ báo chí, ông Đinh Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của phường Đồng Tâm cho biết là do ngôi nhà nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng, diện tích trên 15 m2 nên được tồn tại. Trong khi đó, theo quy định của thành phố, dự án công trình trọng điểm vành đai 2 phải dưới 15 m2 thì mới thu hồi. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị cùng đến với một dự án bất động sản tại Hà Nội được coi là dự án đầu tay khi mới bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án khu đô thị ngôi nhà mới New House City tại huyện Quốc Oai, Hà Nội của tập đoàn Lã Vọng vẫn có nhiều phần bỏ hoang và chưa đưa vào sử dụng. Năm 2008, tập đoàn Lã Vọng bước chân vào lĩnh vực bất động sản với dự án khu đô thị ngôi nhà mới có tổng vốn đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng. Dự án ngôi nhà mới nằm cách đường Vành Đai Ba của Hà Nội khoảng 15 km về hướng Tây, dự kiến trở thành quần thể gồm các nhà biệt thự, chung cư, trường học, trung tâm thương mại, trạm xá, hồ sinh thái, công viên cây xanh. Dự án có quy mô 27,5 ha với 258 lô biệt thự được chia làm 4 khu song lập. Tướng chừng sản phẩm đầu sẽ thành công khi thị trường đang nóng. Tuy nhiên, cho đến nay, đã 14 năm kể từ ngày khởi công, dự án này phần lớn vẫn bị bỏ hoang, nhiều căn biệt thự có giá cả chục tỷ đồng mới chỉ hoàn thiện xong phần thô rồi để phủ rêu và xuống cấp. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng như đường xá, trường học, trạm xá cũng chưa được hoàn thiện, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Phía ngoài tường bao còn là nơi chăn gia súc của người dân gần đó. Trước đó vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện các dự án của tập đoàn Lã Vọng để làm rõ phản ánh việc doanh nghiệp này cùng các đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu đất vàng tại Hà Nội không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định